Hello, xin chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Tôi là Tuấn, là nhân viên kinh doanh của A5 Auto với địa chỉ tại số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu xe hiện tại đang có mặt ở cửa hàng của chúng tôi hôm nay. Những mẫu xe có thể phục vụ cho các bạn trong những dịp vui chơi, trong những dịp Tết sắp tới hay là Noel, Giáng sinh sắp tới đây. Thì mẫu xe đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn đó là chiếc Toyota Altis. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, bản 1.8G quý vị nhé. Xe biển tỉnh đã rút hồ sơ rồi, loanh quanh 600 thôi là chúng ta có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy. Xe chạy đâu đó hơn 3 vạn thôi, rất đẹp luôn. Ngoại thất màu đen, nội thất màu kem, rất là sang trọng. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Tucson bản full. Đấy, bản 1.6 turbo đấy ạ. Đấy. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu đen này, nội thất ghế da màu lâu. Đấy, vào số bằng phím bấm quý vị nhá. Xe thì cũng đã được rút hồ sơ rồi. Bây giờ sang tên trong giấy đát là xong thôi. Thì hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá loanh quanh hơn 1 tỷ. Đấy, nó cũng bị sở hữu được chiếc xe này rồi. Tiếp theo đây cũng là một chiếc Hyundai Tucson được sản xuất năm 2019, cũng bản 1.6 turbo. Form này là form mới của 2020 được quý vị nhá. Thì xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, nội thất màu kem rất là đẹp. Xe chạy mình loanh quanh hơn 3 vạn thôi, gần 4 vạn rồi. Đấy, chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Thì chiếc xe này thì hơn 800, thằng quý vị sở hữu được chiếc xe này rồi. Xe rất đẹp. Còn một chiếc xe nữa trong phân khúc hạng sang, đó là chiếc Ford Explorer. Giá của chiếc xe này bây giờ chỉ nó loanh quanh bằng một chiếc Everest năm 2021 thôi. Đây là chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, biển Hà Nội, rất đẹp luôn. Thì hiện tại chiếc xe được chào bán loanh quanh 1.2 tỷ, nó có bị sở hữu được chiếc xe này rồi nhá. Tiếp theo đây là một chiếc xe thuộc phân khúc tầm tiền loanh quanh 300. Đây là chiếc Civic sản xuất năm 2009. Đấy, số tự động quý vị nhá. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu vàng cát này, nội thất ghế da màu kem rất là đẹp. Đấy, loanh quanh 300 mà chỉ quý vị sở hữu được chiếc xe này rồi. Còn hơn 400 thì có chiếc BT50 số sàn này quý vị nhá. Đây là bản số sàn một cầu sản xuất năm 2017. Đấy, rất là đẹp. Ở phía đằng sau này thì cũng có một số sự lựa chọn nữa cho quý vị các bạn. Khoảng tiền 500 đến 600 thì có Kia Cerato 2.0 2019. Đấy, màu đỏ rất là đẹp, ngoại thất màu đen nữa, rất là đẹp rồi. Còn bên cạnh đây là loanh quanh 400 thì có chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2017. Đấy. Nào, loanh quanh hơn 400, số tự động quý vị ạ. Thì số tự động hoặc là dòng Ford này thì rất là tuyệt vời. Khung gầm thì đầm chắc, máy móc thì rất là ít lỗi. Hơn 400 thì còn có một sự lựa chọn cho quý vị nữa là chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu sản xuất năm 2009 này, số tự động 7 chỗ, rất là rộng rãi. Đấy. Còn chiếc Sorento này thì đã nhận cọc và đang làm sang tên cho khách rồi. Chiều nay thì khách sẽ lấy xe. Chiếc xe cuối cùng là một chiếc xe bán tải mà cũng rất là đẹp luôn. Chủ xe lên cực kỳ nhiều đồ, cam 360 này. Đấy. Màn hình này, đầy đủ hết. Thì đây là chiếc Chi Tông sản xuất 2020. Đấy, xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, nội thất ghế da màu đen rất là đẹp. Thì hiện tại chiếc xe được chào bán ở cửa hàng với mức giá loanh quanh 600 triệu thôi. Và quý vị có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Thì trên đây là toàn bộ những mẫu xe đang có ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Thì nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua một trong những chiếc xe trên thì liên hệ trực tiếp chúng tôi có số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị về những mẫu xe đang có mặt ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Thì video giới thiệu về mẫu xe đang có mặt ở cửa hàng A5 Auto của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.